Xin giới thiệu với các bạn, đây là hai chậu dài yến thảo, cũng là một cái gáo tròn treo giống như nhau về kích thước gáo. Thế nhưng chất lượng cây thì khác nhau. Với cái dòng cây này là người ta gọi là nó không phải là dòng F1, tức là nó đã lai tạo rồi. Lá nó nhỏ hơn, hoa bé hơn và chất lượng gáo không thể to. Còn đây là gáo dại yến thảo mà thuần chủng, loại giống F1, tức là thuần chủng nhất của dại yến thảo. Bông nó to hơn, lá to hơn, cái lượng hoa nó ra sẽ dày hơn và cái gáo nó sẽ rủ xuống và cái lượng lờ gáo nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với gáo này cùng ngày. Đây cũng là cùng một cái gáo đây. Bạn nhìn xem cái gáo này tôi không thể lật lên được nữa vì nó quá to. Ở đây chân gáo là hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng mà chất lượng cây thì hoàn toàn khác nhau, đâm giá tiền nó có thể là cũng không thể giống nhau được. Thế các bạn lưu ý với cái dòng dạo, các cái dòng dạo yến thảo. Đây cũng thế, là cái dòng gáo dạo yến thảo giống hoa lớn và bông to cũng như là gáo lớn. Lá của nó cũng lớn hơn, số lượng cành của nó nhiều hơn. Không như cái gáo dạo yến thảo này. Đây. Các bạn dòng nhỏ mà tôi sẽ tiến hành trồng một chậu luôn đây.